Dạ thì hiện tại bây giờ là cũng có một anh trai cũng đi chiếc xe hơi đến để mua hàng ủng hộ cho chị Loan nha cô chú. Rồi được chưa? Dạ rồi, chào anh nha. Còn nữa, còn nữa. Nữa. À, anh Giao Yến nha, cho chị Hồng Loan nha cả nhà. Chủ đây rất quen này. À, chủ đây rất là quen luôn. Chủ Giao Yến Hồng luôn. Rất là nhiều quý vị ha. Loan mới bán ý, bán khá đắt ha. Dạ. Rất là quá trời luôn. À thì chú này là đúng chú rồi. Chú Yến. Chú Yến á. Chở chú Yến đi nè. Mới còn một chú mập 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 nữa. Cách đây 2 ngày thì chú cũng chở một xe Yến đến giao luôn các bạn. Thì hiện tại bây giờ là chị Loan cũng bán cháy hàng luôn. Cháy hàng luôn cả nhà ơi. Rất là mừng luôn á cô chú. Bữa giờ là thấy 2 ngày nào chú cũng giao Yến qua hết á. Thì cho anh cũng mới bán có vài ngày thôi cả nhà. Rất là đắt khách ha. Lúc nãy chị Phương Liên có lại kim phụ kêu gọi khán giả tôi ủng hộ Yến và Dường Loan nha. Chị Loan nhập nguyên một xe tải Yến anh cả nhà. Dạ thì cách đây 2 ngày cô chú anh chị thì chú này cũng chở một cái xe Yến đến cũng đến mua đồ cô chú. Đến giao cho chị Loan nha cô chú. Thì ngày hôm nay tiếp tục chú cũng chở Yến đến nha cô chú. Dạ. Thì nói chung là tụi em cũng đứng xa để quay chia sẻ đến cho cô chú anh chị xem nha cô chú. Dạ. Thì nói chung là dạ đó. Thì nói chung là tụi em cũng đứng xa để giữ khoảng cách cho các chú được thoải mái làm việc nha cô chú anh chị, cho tụi em cũng không có đứng gần. Dạ, nhiều khi thì các cô chú không biết thì nói tụi em này đứng gần làm ảnh hưởng công việc của chú. Dạ, thì em cũng zoom cái điện thoại cho nó gần lại cô chú. Đúng rồi, một cục ly sim mà cháy hàng luôn nha cô chú. Thì chú này là cách đây 2 bữa bạn cũng chở cái xe hàng. Chú cái này lần thứ tư nè. Dạ. Cô chú. Bán hàng rất là đắt luôn. Cái tấm bảng là shop Hồng Loan đó, chị Loan cũng đỡ là số điện thoại Zalo có luôn á cô chú. Dạ. Xe nó hay ha, tự nhảy xuống ha. Xe giờ thì chạy quá cả nhà. Dạ thì hiện tại bây giờ là chú cũng rinh những cái thùng Yến vào bên trong cũng xong rồi á cô chú. Thì chú cũng chuẩn bị lên xe đi về nha cô chú anh chị. Dạ. Thì chú xuống Yến này là hồi bữa là ở dưới miền Tây á bạn. Miền Tây lên nha cô chú anh chị. Phải nói rằng là chị Loan được các cô chú khán giả anh chị ở xa ở gần ủng hộ rất là nhiều luôn á cô chú. Dạ anh sẽ dám đến anh di chuyển hàng đi đó cô chú anh chị. Ở ngày chú này đến bỏ Yến rồi cũng chuẩn bị cái gì lại với miền Tây cô chú anh chị. Đó. Hình đó là 20 thùng đèn đó anh. Dạ. 20 thùng đèn. Mới ngày đầu livestream mà thấy chị Loan nó đúng rồi, đắt khách quá ha. Dạ. Hôm bữa là chị Loan đi xin một mình. Có một bữa rồi, đi xin một mình. Hôm nay là bữa đi xin thứ hai. Cách đây 2 ngày á thì chú này cũng chở là một xe Yến lên á, một xe to rất hơn là nha, nhiều hơn. Xe này
mà hôm bữa là xe là 40 thùng, bây giờ nó mới có hơi chục thùng. Mà trong lúc 2 ngày á thì chị Loan cũng bán cháy hàng luôn, rất là hiện tại luôn. Mẹ em cô chú này chở đồ đồ ăn vặt luôn cô chú. Đồ ăn vặt tới luôn nè cả nhà ơi. Anh đứng sau thằng bay kìa. Thì nói chung là tụi em cũng đứng xa để giữ cái khoảng cách cho các cô chú đến được thoải mái nha cô chú anh chị. Thì buổi chiều ngày hôm nay á cũng xe Yến vừa đem đến giao cho chị Loan nè, rồi cũng có các cô chú cũng đến mua hàng tấp nập luôn á cô chú anh chị. Dạ đó, thì phía trước là có chú Gáp cũng chở hàng đến giao cho chị Loan. Thì chú Gáp này là chắc là có lẽ là các cô các chú cũng rất là quen thuộc rồi, chú thì thường xuyên chở hàng đến. Dạ thì hiện trong nhà này có một Mỹ và bà Bum ngồi trên bàn máy tính nha cô chú chị. Đây này đại em zoom lại nó hơi mờ xíu cô chú, mình xin ra xa thông cảm nha. Khán giả đến mua hàng ăn vặt rất là nhiều luôn á cô chú. Dạ. Dạ con chào chú nha. Dạ. Dạ bây giờ Vinh cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn Vinh kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha.